cuối cùng thì giờ này cũng tới. Ngày mà anh chờ đợi cũng khá là lâu rồi đó chứ. Cây tôi vậy, vẫn cây tôi à. 10 năm rồi ha. Nếu gặp lại 6 năm. Tính luôn thời điểm bây giờ thì 7 năm. Mà thắc mắc hoài. Sao đó, từ chối tôi. Nhiều lý do lắm. Chắc là tại vì hồi xưa mình muốn độc thân. Chỉ là vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thì ra, con người thường đặt ra rất nhiều quy tắc, cũng chỉ là chờ mong đến một ngày có một người xuất hiện, bước vào cuộc đời mình, phá vỡ tất cả các quy tắc mà ta đã đặt ra, để rồi cùng ta bước hết phần đời còn lại. Đến hôm nay chúng ta đã chính thức về chung một nhà, thấm thoát đã hơn 7 năm. Ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau vậy, cái thời sinh viên nhiều mơ mộng, nhiều hoài bão, ngây thơ với đời, cái khoảng thời gian được cho là tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Và lúc đó mình đã gặp nhau. Chúng ta đã lặng lẽ theo dõi nhau tận 5 năm rồi. Anh có từng nghe bài thơ: có duyên có nợ thành đôi, âu là số phận nợ duyên vợ chồng, đời là dòng chảy xuôi dòng, thời gian minh chứng tơ hồng kết đôi. Chúng ta đã đi qua một vòng thật lớn, trải qua nhiều biến cố cuộc đời, nhưng chúng ta vẫn một lời lần nữa tìm thấy nhau. Nếu như những gì xảy ra trong cuộc đời này đã được Thượng Đế định sẵn và duyên phận đã được Nguyệt Lão định phận, thì anh thật lòng cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài đã dùng thời gian để cho anh biết em chính là người anh thật sự cần trong đời này. Em chính là miếng ghép còn lại của đời anh. Và ngay lúc này, người anh thật sự muốn cảm ơn nhất không ai khác, đó là em và anh. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Cảm ơn em đã luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và chia sẻ mọi điều với anh. Cảm ơn em đã đồng ý cho anh làm chồng, để anh được chăm sóc và che chở cho em. Anh biết trong cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc giận hờn, những lúc bất đồng quan điểm, nhưng anh sẽ luôn vượt qua những điều ấy, luôn để tình yêu xoa dịu mọi ưu phiền. Anh sẽ là mái nhà, là nơi trú ẩn, an toàn và bình yên nhất cho em. Vợ ơi, anh hứa sẽ luôn yêu em, bây giờ và đến lúc bắt đầu. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, với anh, em luôn là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh trong cuộc đời này. Anh yêu em. Chào anh, hôm nay đứng tại nơi này
cảm ơn anh đã cho em niềm tin về tình yêu. Cảm ơn vì những nỗ lực của anh để cho em biết việc yêu thương một người mà người đó cũng yêu mình, đó là điều hạnh phúc biết chừng nào. Cảm ơn vì những cố gắng vừa qua, vào thời gian ta mệt mỏi nhất, anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn chiều chuộng, vẫn cố gắng tìm em. Cảm ơn anh vì đã nói câu thanh xuân của một người con gái là có hạn, nên em muốn, anh muốn em sẽ là cô dâu ở độ tuổi em đẹp nhất. Và cảm ơn anh đã thực hiện được lời nói đó, đã cho em một gia đình thứ hai. Em chẳng có ước vọng gì cao xa, em chỉ mong trên đoạn đường phía trước, dù giàu sang hay nghèo khó, dù vui vẻ hay buồn đau, dù mạnh khỏe hay yếu đuối, thì hành trình vẫn luôn có em và em. Chúng ta cùng nhau bước tiếp trong sự yêu thương, bao dung, trân trọng. Em sẽ là hậu phương vững chắc của anh, và anh cũng sẽ luôn là bờ vai vững chãi để em nương tựa suốt cả cuộc đời này. Từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh là chồng. Cho nên chồng à, nửa cuộc đời sau em mong anh chiếu cố. Em yêu anh. Anh cũng yêu em.